Hello, chào anh em. Hôm nay mình có một bộ PC mà <laughs> thực ra là build nó trả theo một cái chủ đề gì cả Bởi vì là anh Khách, anh Khách này rất đặc biệt. Anh Khách là một người Đài Loan, uh, làm việc tại Bình Dương Thì uh, anh ấy có xem kênh Youtube của mình và anh ấy có ấn tượng với một bộ là con H7 Elite và build full trắng Và anh ấy cũng muốn build một cái bộ nó giống như thế Tuy nhiên thì uh, rất tiếc là cái H7 Elite nó lại đang hết hàng Thực sự là mình đã tìm rất nhiều bên để từ hãng cho đến nhà phân phối rồi cho đến uh, các đại lý là gần như là không còn hàng con H7 Elite màu trắng. Nên là bộ hôm nay thì mình đành dựng với con H7 Flow màu trắng. Đó. Thì uh, H7 Flow màu trắng cũng là một cái mã vỏ rất là đẹp của nó ZXT và nó chỉ khác con Elite là nó mặt trước nó là mặt lỗ và nó không có cái fan đi kèm. Đấy, khá là tiếc vì là không có con H7 Elite. Tuy nhiên thì hôm nay là mình cũng sẽ cố gắng là set up cái con H7 Flow này trông nó đẹp một chút và nó ổn ổn một chút. Và cái ngân sách của khách thì nó cũng loanh quanh cái tầm 44 đến 45 triệu, nó khoảng tầm đấy. Nên là mình sẽ tối ưu cho khách về cái độ đẹp của bộ PC ngày hôm nay. Còn cấu hình hôm nay thì nó sẽ thiên về cái sức mạnh xử lý nhiều hơn là cái sức mạnh đồ họa. À, về sức mạnh xử lý thì mình có một con i7 nhưng mà rất mạnh anh em ạ đây mình có một con core i7 13.700k thì đây là một con cpu rất rất mạnh ở thời điểm hiện tại rồi nó mạnh này nó mát này và giá nó cũng rất là hợp lý hiện tại là con 13.700k này nó mạnh hơn cả con i9 12.900k cơ rất rất mạnh luôn Con i9 nó đã kinh khủng như thế nào thì con này nó còn kinh khủng hơn và mức giá con này hiện tại cũng rất là hấp dẫn luôn. Con này bây giờ nếu như anh em mua thì nó chỉ loanh quanh tầm uh, trên 10 triệu hoặc là loanh quanh trên dưới 11 triệu tầm đấy thôi. Tùy nơi bán. Đấy, còn mình bán thì uh, cái này thì anh em có thể inbox đấy thì để mình sẽ công bố cái mức giá rất là hấp dẫn cho anh em. Và đi với con này thì là một con men trắng rất là đẹp của Asus. Đây là con B660-A ROG mình Gaming WiFi D4. Con main này thì chắc là không cần nói nhiều à, với những anh em mà hay xem kênh của mình rồi bởi vì là cái main này mình lên rất rất nhiều rồi, rất rất nhiều lần rồi. Ở à, đây là một cái mã main mà giá rất là tốt và có thể cân được những cái mã CPU rất là cao. Cái này thì đã được test bởi uh, chuyên gia rồi nên là anh em hoàn toàn yên tâm là có thể chạy được với cả con Core i7 13700K không vấn đề gì cả. Và đương nhiên là main uh, Z690 hoặc là Z790 thì đương nhiên nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà để tối ưu về ngân sách và độ đẹp thì B660 Rockchick cũng là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho anh em Nếu mà không muốn đập quá nhiều tiền vào main à, RAM, RAM thì khách chỉ cần đẹp thôi à, Thực ra là ban đầu mình có dựng 32GB của hãng D50, con XPG D50 ấy Nhưng mà khách lại bảo là khách cần RAM nó đẹp đẹp một tí Nên là khách xuống 16GB và khách dùng là RAM Dominator Platinum À, mình nghĩ là anh ấy cũng chỉ làm kiểu việc văn phòng thôi Bởi vì anh ấy là sếp của một công ty ở Bình Dương Nên là mình nghĩ là anh ấy sẽ không có thời gian chơi game Và những cái công việc văn phòng cơ bản thì 16GB RAM đã rất là ok rồi Thoải mái xử lý những cái công việc uh, anh em xử lý hàng ngày uh, 16GB RAM thì uh, anh em làm Word, Excel, người lướt web các thứ là rất ngon lành luôn Đấy uh, cạc, cạc thì hôm nay là một con cạc cơ bản thôi Và tất cả phải là hàng mới hết Nên là mình sẽ dùng một con cạc mới Đó là con 3060 màu trắng Và đây là một con cạc rất là đẹp Của Gigabyte 3060 Vision Đấy, Con Vision này thì cực kỳ hợp với cả NZXT rồi Cái này thì cũng rất nhiều bộ mà mình sử dụng Là 3060 Ti Vision rồi Nhưng mà con 3060 Ti đang hết Nên là bộ hôm nay là mình chỉ dùng là 3060 thôi Bây giờ nếu mà sự tranh lệch giữa cạc mới Và cạc cũ thì nó vẫn tranh rất là nhiều Ví dụ như là con 3060 vision mới này giá nó vẫn khoảng 9 triệu mấy cơ Còn nếu mà anh em mua hàng trâu thì 3060 nó rất là rẻ. Mấy cái mã tầm thấp thấp rẻ rẻ nó chỉ loanh quanh trên 5 triệu thôi, rất là rẻ. Và nguồn, nguồn hôm nay thì vẫn là con nguồn quen thuộc, con Deepcool PM750 80 Plus Gold. Con này thì chắc là mình cũng không nói thêm nữa, đây là một cái mã nguồn Gold 750W rất là rẻ của Deepcool. Đấy, anh em có thể tham khảo con này. Rất là rẻ luôn, rẻ bằng Vron luôn. À, về cái hệ thống SSD SSD đi Lúc đầu là mình có dựng cho khách là con Kingston NV2 Tuy nhiên thì khách có chat với mình là Khách cần một con SSD có tốc độ cao hơn Và xịn hơn Đấy, Nên là mình đã chuyển từ con NV2 sang con KC3000 KC3000 thì đương nhiên là cái tốc độ nó cao gấp đôi con NV2 rồi Rất là cao luôn Và cái TBV kép, cái tuổi thọ nó cũng cao hơn Nên là anh em mà có điều kiện thì Có thể lên thẳng KC 3000 thì nó sẽ ngon khá là nhiều. Và về cái ngoại hình của bộ hôm nay thì cái vỏ là anh em biết rồi đúng không? Là con H7 Flow. Và cách bố trí fan ngày hôm nay nó sẽ như sau. Đó là mình có một cái tản nhiệt nước, đây, một con X73 RGB màu trắng. Thì cái tản nhiệt nước mình sẽ lắp ở trên nóc để tối ưu nhất về cái hiệu năng và ngoại hình lắp trên nóc cũng rất là ok. Đó, còn phía trước nó trống thì mình sẽ lắp ba fan ở phía trước. Ba fan hôm nay thì mình có ba fan trắng rất là đẹp. Đây. Uh, con TF120 này hôm trước là mình giới thiệu uh, con fan màu đen rồi Thì hôm nay là mình có con fan màu trắng Đây là một cái phiên bản fan mới ra của Asus Và thông số khá là ngon anh em nhé. Lưu lượng gió rất là cao này Đấy công nghệ uh, motor mới này Công nghệ này hình như đệm nước hay sao ấy Rất là bền Và cái số bóng LED là 8 cộng 8 Thì cái chuyển màu nó sẽ mịn hơn Và cái hoàn thiện của túp thì anh em hoàn toàn yên tâm rồi Và pack fan này thì nó cũng chỉ loanh quanh tầm trên một triệu một tí thôi 1 triệu 050 nghìn thôi Giá cũng rất là hợp lý cho anh em Thích fan đẹp mà hiệu năng cao Và ba fan này lóc phía trước này ba fan của tản nhiệt nước thì ở trên nóc Và một fan phía sau thì mình sẽ dùng một fan AR2 140 Đây con này là con fan 140 anh em nhé Và nó là màu trắng Đó để hợp nhất với cái tông ngày hôm nay Như vậy là full hết fan rồi nhá Full 7 fan Và cái dây nối dài chắc chắn là phải có rồi một dây 24 pin và một dây 8 pin và cái cạc hôm nay thì uh, vì là dùng một đầu 8 pin nên là mình sẽ dùng một cái đầu gập ngược 180 độ để gập ngược lại cho nó đẹp và gọn gàng đó như vậy là mình đã điểm nhanh sơ sơ xong về cái bộ PC ngày hôm nay và bây giờ thì mình sẽ tiến hành là lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi mà lắp cả bộ này lên thì nhìn nó sẽ như thế nào rồi, chiến thôi anh em. Và đây là cấu hình PC sau khi đã lắp xong. Đây, một cấu hình rất là quen thuộc với những anh em mà xem kênh của mình. Tuy nhiên thì hôm nay là mình sẽ lại nói lại với cấu hình này một cái. Bởi vì là vẫn rất là đẹp. Thực ra là những cái bộ mà kết hợp NZXT và full trắng như này thì vẫn là những cái bộ rất rất đẹp. Hôm nay thì mình có một con vỏ H7. H7 Flow anh em nhá. Flow thì... Đây, mặt trước nó là mặt lưới. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Mặt trước nó là mặt lưới hết và con này thì mình có lắp ba cái fan của Asus túp ở phía trước đây ba cái fan thì mình đã set hết led màu trắng rồi mình quay chiều này cho anh em xem nhá ba con fan này em nhìn chưa TUF gaming đó ba con fan đây là một cái má fan rất là mới của Asus và hiệu năng cũng rất là cao Đấy, thì mình set thử thì thấy led của nó cũng rất là đẹp cái này thì anh em chuyển màu RGB thì mới thấy là led nó chuyển màu đều Còn hiện tại thì cái led trắng này thì anh em sẽ không thể nhận thấy được là cái chuyển màu nó như thế nào Hôm nay thì tông trắng nên là mình sẽ led màu trắng lâu thì cái mặt nóc của nó cũng là một cái mặt lưới rất là rộng Đây, cái mặt lưới này thì anh em có thể mở ra Đây, mở ra cho anh em xem nhé Đấy và con này nó có cái hay anh em ạ. Đây, nó có một cái đây, nó một cái lưới lọc bụi. Đấy. Cái này mở như nào ta Đây Đấy, đây Đây, nó một cái lưới lọc bụi rất là hay Cái này thì cực kỳ dễ vệ sinh anh em ạ Đó, rất dễ vệ sinh luôn Khi nào mà cái bụi nó mà bám bẩn hết vào đây Thì anh em chỉ cần tháo cái lưới này ra và vệ sinh cái lưới này là xong Giống như là anh em vệ sinh điều hóa ấy À đây, để mình đóng cái nắp lại đấy, dùng một tay nên là nó hơi khó Cuối cùng thì cũng đóng được cái nắp Đấy, Trên nóc thì vẫn là những cái cổng đặc trưng của nó zt Là một nút nguồn này Hai cổng 3.0 Một cổng tai si và một cổng tai nghe Đấy, Mình rất là thích cái cổng tai C Cổng này thì anh em cắm dây sạc iPhone vào sạc rất là nhanh Đó đây là nội thất, nội thất bên trong thì rất là đẹp luôn Nội thất bên trong thì gần như là full trắng hết Trên nóc thì mình có một con tản X73 màu trắng Đấy, Anh em nào mà có điều kiện thì chơi Z73 còn nếu anh em nào mà ít tiền hơn thì có thể chơi X73 cũng được. X73 thì nó chỉ có một cái vòng tròn vô cực như thế này thôi. Đây này. Nó chỉ là một cái vòng tròn vô cực thôi chứ nó không có cái màn hình giống như dòng Z. Đó. Còn uh, RAM, cặp RAM rất rất đẹp. Dominator, Dominator thì gần như là cặp RAM đẹp nhất trong các loại RAM rồi. Tuy nhiên thì uh, cái này anh em nếu mà nghiên cứu được cái phần mềm sinh, sinh uh, RAM với cả Amoled thì nó sẽ rất là ngon, hình như là có xe nó có một cái plugin in là anh em có thể sinh được với cái led của Asus đấy, cái này thì mình sẽ nghiên cứu và làm một cái video hướng dẫn sau cho anh em. fan à, sau thì là fan uh, AR 140, đấy, mình dùng con AR bởi vì là cái con F140 là cũng đang hết hàng nên là không có hàng nên là mình lắp con AR. AR thực ra thì nó cũng là một cái phiên bản fan rất là đẹp của NZXT và mình thấy nó còn đẹp hơn là dòng F mới cơ. Mình thấy là cái led của nó chuyển rất là thích mắt. Và đây là cái cạc đồ họa ngày hôm nay con 3060 Vision đây. 3060 thì khả năng là nó hơi bé anh em ạ. Đây, anh em nhìn nó hơi ngắn, rất là ngắn so với cái vỏ H7 này. Mà đúng ra là cũng không phải nó bé đâu mà là cái vỏ H7 nó to quá. Cái vỏ H7 này thì rất là dư cho anh em mà lắp những cái con cạc siêu to khổng lồ, ví dụ như là kiểu 4080, 4090 thì lắp thoải mái luôn, chả vấn đề gì cả. Đó, bây giờ thì mình lại sâu lại một lần nữa về tổng quan cái bộ PC ngày hôm nay Nói chung là bộ hôm nay thì khách đẹp là chính thôi Chứ còn thực sự là với cái đặc thù công việc của anh ấy thì mình nghĩ là cũng không có thời gian để chơi game hay là làm những cái việc khác Rồi như vậy là xong bộ PC ngày hôm nay anh em nhá Anh em nào mà thích thì cứ liên hệ mình qua Zalo Facebook thì mình sẽ tư vấn chi tiết hơn cho anh em Đấy, Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo